Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022 thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập nhật cơ sơ qua thành hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua nha quý bà con. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long cũng ít biến động. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì tình hình giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang có mức giá đồng từ 22.000 đến 24.000 đồng một ký. Loại 2 thì đang có giá đồng từ 16.000 đến 18.000 đồng một ký. Loại 3 thì đang có giá đồng từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký. Hàng giá hiện nay thì đang nằm mức giá đồng từ 3.000 đến 4.000 tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá tại vựa nha quý bà con. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá so với hôm qua cũng không có biến động gì nhiều. Thì cụ thể là thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây hiện nay thì thương lái đang mua xô mức giá đồng từ 8.000 đến 10.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá chênh lệch lên xuống. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận. Thì thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng tương tự như ngày hôm qua, cũng không có biến động gì nhiều. Thì cụ thể là bò đẹp đang có giá là lần lượt là 9.000, 10.000, 11.000, một sàng thì 7.000, 8.000, 9.000. Còn hàng biết hiện nay thì đang có giá đồng từ 12.000, còn hàng giạc thì đang nằm ở giá đồng từ 3.000. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua, mà cũng không có chênh lệch gì nhiều so với khu vực miền Tây. Thì cụ thể là giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có giá động từ 20.000 đến 23.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có giá động từ 15.000 đến 16.000 đồng ký. Loại 3 thì đang có giá động từ 8.000 đến 10.000 đồng ký. Còn hàng giạc thì đang có giá động từ 2.000 đến 4.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá chênh lệch lên xuống. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.